khi chúng ta nhận một xe độ đèn chúng ta phải kiểm tra cái gì chúng ta kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong xe đồng thời là cái ánh sáng của nó ban đầu như thế nào và với quy trình này chúng ta cùng với anh review tham khảo xem cái quy trình kỹ thuật lắp đặt chi tiết nhất dòng cho dòng xe C5. Với Mazda C5 thì chúng ta thấy rằng là công nghệ mới của nó đã có một cái hệ thống LED rồi. Nhưng ánh sáng của nó bác khách hàng có nói rằng ánh sáng nó khá là yếu và khi đi trên đường ví dụ là có môi trường bình thường ấy thì ánh sáng của nó gần như không có tác dụng mấy. Và hôm nay đồng thời Phân Tu sẽ làm một cái video cực kỳ chi tiết tất cả những quy trình lắp đặt, đặt cũng như là cái ánh sáng của dòng đèn này như thế nào. Và một cái dòng C5 chúng ta nói sơ qua sơ qua về cái à, của nó nhá với cái nguyên bản của nó là một cái bóng led và hắt hắt vào cái phần chóa hắt của nó và tạo một cái bi như vậy nhưng thực chất nó chưa phải là bi bi đèn led vì vậy cái việc mà chúng ta thấy ánh sáng của nó khá là yếu đúng không ạ và với những cái dòng này ấy, chúng ta thấy nó khá là nhiều cái vòng rồ như này khi vòng rồ như này chúng ta sẽ tháo ra này đó tháo ra thì chúng ta kiểm tra xem bên trong của nó nó có cái gì thứ nhất là bên trong của nó có một cái khung giá đỡ ở mắt gọi là lệch lên xuống đấy ạ đó đây chính là cái mắt là cái khung của nó và chúng ta tháo ra chúng ta xem cái đèn nó như nào nhá với cái đèn như này đấy led h của nó led h và bi của nó là bi h nhá đồng thời cái ánh sáng như này ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó khá là nhẹ về cái việc mà cái bóng bóng của nó nó không đủ được ánh sáng và với chúng ta khi nâng cấp lên ấy cái khung của chúng ta cũng là cái khung uh, dạng liếc lắp đặt gần như zin vào cái phần khung của của đèn xe và những cái dòng uh, bi này chúng ta sẽ lựa chọn nhiều dòng bi khác nhau ví dụ như ta sử dụng dòng bi công nghệ mới như V30, Ultra, uh, như Platinum Laser, như Henvey hay nhiều dòng bi khác thì mỗi dòng bi nó có một cái chất lượng khác nhau và với cái dòng bi mà vmu Ultra là dòng bi siêu bi-led và với những cái dòng mà xe ấy mà có một bóng thôi ấy một bóng sử dụng cho việc pha và code đấy, chúng ta gọi là đầu tư vào cái phần laser thì sẽ hay hơn đấy bác nhá sau khi phần cung đỡ chúng ta xong rồi ấy chúng ta thấy rằng là chúng ta cố định được cái phần táo của đèn rồi chúng ta sẽ vào phần căn chỉnh nhá khi chưa căn chỉnh ấy thì ánh sáng của nó sẽ lên thấp lên xuống như này chúng ta chưa chưa có một cân bằng đúng không ạ và chúng ta sẽ căn chỉnh căn chỉnh thì chúng ta sẽ có một cái phần uh, xoáy bên ngoài chúng ta căn chỉnh được cái tâm táo của nó có thể cao thấp sau này chúng ta có thể chỉnh cao thấp ở bên ngoài được sau khi chúng ta cân chỉnh xong thì ánh sáng của nó sẽ thành một cái vật cắt như này nhé vật cắt như này cái điểm sáng của nó rất là ok đúng không ạ với dòng vm ultra chúng ta thấy rằng là cái ánh sáng của nó khá là đậm và nhiệt màu chúng ta sử dụng nên sử dụng cái nhiệt màu từ năm nghìn đến 5500 k là nhiệt màu tốt nhất cho dòng cho cái dòng xe chúng ta đấy ạ và sau khi quy trình đấy rồi chúng ta sẽ lắp đặt lại cái những cái vòng enzo của nó chúng ta sẽ giữ gìn mọi thứ mọi thứ của nó bởi lẽ là trong cái dòng đèn này ấy, thì chúng ta thấy rằng là nó có rất nhiều cái phần led ánh sáng của nó đó thì chúng ta sẽ lắp lại di của nó và chúng ta sẽ dùng một cái chóa chụp vào nhá và tạo cho mỏng enzo cho nó nữa thì khá là đẹp đấy ạ và sau đó chúng ta sẽ cho keo lại phần keo này thì chúng ta sẽ dùng keo rất là chắc chắn và nó giống như keo nguyên dinh nguyên bản sau đó chúng ta ốp lại và chúng ta cho vào lớp thôi và với quy trình này thì là quy trình gần như đã hoàn thiện xong phần cứng của cái đèn của chúng ta rồi và những cái video này thì các bác thì hình dung rằng là phương đông ô muốn các bác biết được cái xe của mình làm như nào cái dòng xe khó bất kể dòng xe nào kể dòng xong xe Porsche, audi ranover hay bất kể dòng xe nào xe sang hay dòng xe mà khó làm phương đông ô đều có làm cách chi tiết nhất và chuyên nghiệp nhất các bác nhá. Sau đó chúng ta sẽ lắp vào cái phần đèn của chúng ta thôi. Cắm rắc hoàn toàn các bác nhá. Tất cả rắc của chúng ta đều rắc ngoài và chúng ta sẽ cắm lại và chúng ta lắp lại thôi. Như vậy chúng ta đã hoàn thiện xong cái phần cứng của cái quy trình của chúng ta rồi ạ Và bây giờ chúng ta xem kết quả của nó như thế nào các bác nhá. Và với kết quả thì chúng ta sẽ giữ zin gần như zin mọi cái hình ảnh của nó từ bên ngoài của nó như này. Chúng ta nhìn lại rất là zin đúng không ạ? Còn đương nhiên rồi, chúng ta sẽ xem lại xem ánh sáng nó như nào. Ánh sáng khi chúng ta nhìn ở trên cái bản của chúng ta ấy, bản căn của chúng ta ấy, ta thấy rằng là nó vẫn ánh sáng cực kỳ đậm và chúng ta pha lên cực kỳ đều như này đúng không ạ? Pha đều này, ánh sáng nó phải cắt rõ ràng này và đây chính là ánh sáng bên ngoài của nó khi chúng ta nhìn thấy rằng là đồ người đối diện của chúng ta sẽ không bị trói đúng không ạ và ánh sáng của nó sẽ giữ zin mọi thứ đồng thời ánh sáng của nó sẽ tạo nên cái điểm nhấn cực kỳ lớn chính là cái màu vàng cái màu vàng của nó bám đường đấy ạ cực kỳ sáng và rộng như này đúng không ạ và đây chính là cái kết quả mà phân ô tu cũng như đội kỹ thuật phân ô tu mang đến cho các bạn khách hàng yên tâm nhất cảm ơn các bạn theo dõi video phân ô tu và hãy cho phân đông một cái subscribe cũng như là comment để phân ô tu có nhiều cái video hay nữa nhé các bạn nhá. cảm ơn các bạn rất nhiều